Các bác ơi, bây giờ đang đi về các bạn nhé, sang sông Liễu bên kia. Đấy. Đây là một cái sông được chặn làm thủy điện nên là rất là sâu. Bên trong này bên cạnh này là áo phao. Cầu này cũng khó nhưng mà đang xuống cấp rồi các bạn ạ. Bây giờ phải đi qua bè. Nhờ một người anh lái hộ. Đấy, rộng các bạn ơi, rộng không? Rất rộng nha. Đấy, ngập hết cả khu này này này. Chắc khu này trước phải đền bù nhiều lắm ấy nhỉ. Anh nhờ. Đấy, chị đi nhiều lắm. Đấy, bây giờ chị xuống bè các bạn nhé. Chào chị nhá. Hôm nay anh tốt bụng, trời nắng tốt bụng. Em đi chơi tí. Hai vợ chồng nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ra cái đường bên kia các bạn ạ. Đấy, giờ đang giữa sông, ao ấy. Rộng lắm. Cái này trước là chắc là ruộng anh nhỉ? Các bạn ạ, đây là trước ngày xưa là ruộng của đồng bào. Giờ bị ngập hết rồi. Vì dưới này chắc nhiều cá lắm đấy. Đấy, anh bây giờ di chuyển sang chỗ kia để lái tiếp. Nhá, xe tôi đây. Ui gió. Ui lại quay sang bên này mất rồi. Các bạn nha. Để anh ấy lái máy. À kia, chỗ cứu đường trắng trắng kìa anh. Em chưa đi đường này bao giờ. Đường kia em chưa đi bao giờ. Hôm nay em đi đường trên này cơ. Đi đường Thăng Thở Hồ ấy. Các bạn nhớ bác lái đang quay các bạn nhé. Đang xỉ bè đơn đường. Nhưng khá là khó đi phết đấy. Đang đi các bạn nhé. Đang di chuyển các bạn thấy không? Di chuyển này. Thích lắm các bạn ạ. Với tội hay nắng thôi. Nắng dã man luôn. Hiện tại đang 1 giờ chiều nhá các bạn nhá. Tôi vô tình đi qua cái con đường này. Bây giờ tôi tiện thể quay cho các bạn xem luôn. Ở trên vùng cao vẫn có sông, có suối các bạn nhá. Có sông thì đây không phải là sông đâu. Đây còn... à, đúng là sông chảy đấy. Bị chặn để làm thủy điện đó, tâm ra là có nó ngập hết cả khu này để làm thành một cái hồ. Đây chắc có nhiều cá lắm đấy. Giờ tôi di chuyển đi này, thích thật đấy. Rộng mênh mông luôn đấy bạn ạ, bị ngập hết rồi, rộng mênh mông luôn đây. Đây ngày xưa là cỏ, bây giờ đập hết rồi. Đi khá là xa đấy. Để tôi khả năng tôi sẽ quay thế thôi á. Vì nóng quá. Không có gì xe bạn ạ. À đây, có cả thuyền này nhưng mà không hoạt động. Đang dịch không hoạt động. Tôi thấy không có ai đi. Rất là rộng các bạn nhé. Thấy rộng chưa? Rộng chưa? Rất là rộng luôn. Nước chắc là trong veo bạn nhé. Sạch sẽ, nước sạch này. Trong veo luôn nhá.
bắt tài xế bạn ạ. Tôi nhìn qua đằng sau chết đấy, không đi được đâu. Quay ngược lại hoa mắt. Ô, em bỏ đi đường nè. Em bỏ đi đường này hay đi đường kia? Được, được kia cũng được. Đấy bạn nha. Thôi, tôi xin phép kết thúc video đây thôi. Đang đi đường này, nhìn cảnh cũng rất là hay thật, đẹp thật. Nhưng mà giá như ngay lúc này mà có một cái gì đó ở đây ăn uống chẳng hạn, nó rất là thích. Hoặc là đây mà phát triển du lịch về đạp vịt đấy nhỉ, hay đấy các bác nhỉ, đấy rất là hay.